Tớ có thể làm slime bob á. Đó là những chú slime sống dưới biển. Sao cậu ấy lại mặc quần vuông nhỉ? Nếu mặc quần tròn thì tớ cũng sẽ là một huyền thoại ha. Slime bob quần tròn, nghe hay chứ hả? Suzy ơi, alo. Xin lỗi, tớ hơi bị phân tâm tí. Bọn mình cần quay video cho món thủ công mới nhưng tớ chẳng có ý tưởng gì cả. Chà, tớ có này. Đáng ra cậu nên nghe tớ nói chứ. Xem nè. Yuhu, các bạn trẻ đã sẵn sàng chưa nhỉ? Chưa đâu thuyền trưởng. Suzy ơi, giúp tớ mang mấy thứ đồ ra đây với. Xin chào mọi người. Sammy hơi dỗi bọn biển một tí, nhưng cậu ấy cũng không thể cưỡng lại sức hút của bọt biển. Giấy vẽ màu nước hả? Bọn mình sẽ vẽ cảnh biển sao? Gần đúng rồi đấy, bọn mình sẽ làm một cái hộp đèn có các nhân vật bọt biển bên trong. Cậu có biết ai sẽ là nhân vật đầu tiên không? Thử giác quan thứ 6 của cậu xem nào. Chà, cái đấy dễ nhất luôn. Hay là cậu thử đoán nhân vật của tớ đi. Chắc chắn là Squidward hoặc Patrick. Chuẩn nè. Được rồi, cái đó dễ mà. Nhưng tớ vẫn còn chỗ cho một nhân vật nữa trên tờ giấy đây này. Bọn biển sống với bạn thú cưng ốc sên biển tên là Gary. Hãy cùng vẽ cậu ấy lên tờ giấy luôn nào. Hoàn hảo rồi. Tớ đang vẽ nhân vật yêu thích của tớ đây này. Sao bọn mình không hoàn thành bức tranh rồi cho nhau xem nhỉ? Bắt đầu thôi. Cậu vẽ cặp plankton nữa sao? Cậu ấy và Patrick rất cuộc lại hòa thuận nhỉ? Bọn mình có hai lớp tranh đã hoàn thành rồi, giờ cắt ra thôi. Cắt. Nghe ghê thế. Nhưng đừng lo, siêu vừa tạo hình cho tờ giấy rồi đây này. Sau đó mình sẽ kết hợp tất cả các lớp cùng những nhân vật để có hình ảnh 3D. Thêm hai nhân vật nữa đi, vũ trụ bọn biển sẽ rất trống vắng nếu không có họ đấy. Mưa giấy hả? Chịu gì dừng lại đi. Ôi xin lỗi nhá, tớ mải cắt quá mà. Các bạn ơi, cùng xem các nhân vật yêu thích của bọn tớ tập hợp lại với nhau nè. Nhưng vẫn còn thiếu vài nhân vật chính nữa. Tôi cần một biệt đội tìm kiếm. Thành viên đầu tiên của biệt đội đây rồi. Chúng ta tìm bọt biển quần vuông thôi. Chủ trả mạ ơi, cậu ấy đang xuất hiện kìa. Xin chào địch thủ dưới nước của tôi. Đừng ẩu đả ở đây nhá. Đi tô màu cho Sandy Chicks đi Sam. Chào đàn ấy nhé Sandy. Ôi trời, đợi xíu, tớ phải đi lấy cái này. Đây chính là cái quần vuông kinh điển. Các cậu có muốn mặc thứ này không? Nếu có thì cho bọn tớ một like nhá. Và hãy đăng ký kênh nếu cậu ủng hộ Sam lém quần tròn nha. Sammy ơi, cậu cần bộ đồ này không? Đây là thủ thuật hội họa của tớ. Để vẽ sáng tối lên bộ đồ của Sandy đấy. Ý tưởng hay nha. Mọi người ơi, bọn tớ sắp tô màu xong rồi. Tiếp tục nào. Và cuối cùng chính là gã hàng xóm cáu kỉnh Squidward của chúng ta. Các cậu có thích mực không? Hay là chỉ thích Squidward thôi? Lại thành phố mại siêu dân, tớ tìm thấy thiên địch của tớ rồi. Là Patrick, cậu ta có màu hồng. Và tớ nghe nói là sao biển cũng nhớt nữa. Lại đức Tivida bảo Patrick sống dưới nước cơ mà. Bình tĩnh lại và giúp tớ tô màu nào Sam. Được rồi. Tớ đang theo dõi cậu đấy. Xin chào ngài Krabs nha. Xin chào bọn biển, cùng tổ chức một bữa tiệc dưới nước đi nào. Các cậu toi rồi, các cậu không còn ở dưới nước nữa đâu. Vậy xem lém sẽ cứu tụi mình nhờ. Được thôi, Susan, để tớ cái bút chì nào. Phew, có biển sẽ thay đổi không khí đây. Chìm xuống biển cùng nhau nào các cậu. Bọn mình sẽ dùng kéo để cắt cỏ biển ra nhá. View đẹp thật đấy nhờ. Này, sao cậu có thể? Siêu gì, đợi tớ với.
miếng của tớ hơi khó tí. Cứ từ từ mà làm, giờ tớ sẽ tô phần đáy biển. Bắt đầu với phao cứu sinh nào. Mọi người ơi, nhìn này, đây là tên quê nhà của bọt biển: quần bikini. Như vậy thì bọn mình đang sống ở áo bikini hả ta? Chào mừng đến quần bikini. Bọn tớ chuyển nhà xuống dưới biển rồi đấy các cậu. Đi với bọn tớ nào. Từ từ đã, cái gì đang hiện lù lù ra kìa? Aha, là thành phố Mai, trông giống hệt trong phim luôn đó. Nhưng trong mấy cái nhà này cũng khá phẳng nhờ. Không sao mà, về vấn đề này tớ có thể xin lời khuyên từ giáo viên của tớ. Hả, cậu đang nói đến ai cơ? Giáo viên vĩ đại à, chia sẻ sự thông thái cho tớ đi mà. Thôi nào siêu gì, tớ không phải một người họa sĩ điêu luyện đến thế đâu. Đây này, vẽ mấy đường màu cam để tạo cấu trúc cho quả dứa đi. Tớ hiểu rồi, sọc cam ở đây và đây. Rồi gì nữa nào? Chịt, tập trung vào đã. Ngôi nhà đó được làm bằng đá mà tớ chẳng thấy viên đá nào cả. Được rồi, thế để tớ thêm kết cấu và đổ bóng cho nó nha. Tệ, quá tệ. Thêm bóng vào kia nữa kìa. Cậu còn đợi cái gì nữa, nhanh lên. Vậy thì bọn mình nên dùng chút phép thuật thôi. Thế mới phải chứ. Ôi, thành phố giấy của bọn mình mong manh quá. Một cơn gió cũng có thể làm nó đổ được đó nha. Tớ sẽ xử lý ngôi nhà, còn cậu xử lý phần công trình nha. Tớ làm phần khó nhất xong rồi, cảm ơn nhé Sammy. Ow, tấm ván xốp sẽ hữu dụng đấy, không cần cảm ơn tớ đâu. Chính ra nghe cũng hay đấy. Các bạn ơi, bọn mình sẽ làm một cái bệ xốp cho mấy lớp này nha. Trước tiên bọn mình sẽ vẽ phác cái bệ đứng đó. Bắt đầu làm thôi. Sau khi xong đến bước tiếp theo, cắt theo hình vừa vẽ nào. Tớ xong rồi này, cẩn thận đấy Susan, coi chừng đôi tay khéo léo của cậu nha. Cảm ơn nha Sammy, các cậu cũng nên cẩn thận nha, dao kéo sắc lắm đây. Chú trà mà ơi, chúng nó như một ngọn núi hình kỳ dị á. Hãy gọi đây là nghệ thuật đương đại và mang nó đi bán ở hội chợ mỹ thuật đi. Tớ không chắc nó sẽ tạo thành công vang dội đâu, nhưng cái hộp đèn sẽ đỉnh của chóp đấy. Và lớp đầu tiên được dán vào giá đứng bọt nha. Nhưng làm bệ đứng cho tàu biển cũng khó, cậu nghĩ sao hả Shu? Đúng thế, nhưng bọn mình vẫn phải xử lý thôi. Bắt đầu nào. Giờ mình sẽ dán lớp tàu biển lên giá đứng bọt. Và xong rồi, nhìn này, tuyệt ghê á. Thế còn cư dân của quần bikini thì sao nhỉ? Họ hơi loạng choạng đấy. Dễ ợt, bọn mình cũng sẽ làm bệ đứng cho họ nữa. Cẩn thận nhé Suzy, chậm thôi nha. Cậu làm được rồi. Bọn mình còn hai lớp cho các nhân vật khác nữa. Chúc may mắn nha. Cậu muốn bỏ trốn hả? Không phải lúc đâu bố, lại đây nào. Ôi không, lúc nào slime cũng phải chịu trách nhiệm hết. Một xíu nữa. Chà đá. Các bạn à, xong hết rồi này. Đến lúc để ghép mọi thứ lại với nhau rồi. Và lên đèn nữa. Nhân tiện thì bọn mình sẽ đặt chúng ở đâu đây? Ở đáy biển đương nhiên rồi. Nhưng trước tiên hãy xử lý cái này đã. Cậu thích phông đèn này không? À, không, Ursula phải quay lại chỗ nàng tiên cá thôi. Đùa cậu thôi. Đây, san hô lớp cuối cùng. Tớ không thể chờ nữa rồi. Làm tốt lắm Sammy, nó hợp với môi trường xung quanh lắm luôn. Mọi người ơi, đừng đặt các lớp gần nhau quá nhá. Tấm ván xốp đây rồi. Và giờ đến đèn sàn nè. Dưới đèn qua cái hộp đèn nào, đừng quên dán nó vào nữa nha. Đẩy nó đi Suzy, thêm một tí nữa. À, đủ rồi đó. Phew, tiếp đến là gì nhỉ? Cũng đơn giản thôi, bọn mình sẽ làm lại những bước vừa nãy cho đến khi xong hết. Là thánh phố Mai, bọn mình làm gì có phần cuối đâu. À, ý tới là mặt sau cái hộp á. Ôi không, bọn mình nên làm gì bây giờ? Đừng lo nha cô gái, tớ là họa sĩ slime mà, chính là siêu nhân mà cậu cần đấy. Cảm ơn nha Sammy, cậu đúng là người hùng của tớ. Các bạn ơi, cùng hoàn thành bằng các lớp mà bọn mình đã làm nhá. Cậu nghĩ Sam sẽ vẽ gì ở hành nền nhỉ? Ê, đã làm cái này rồi này, bọn mình đang ở dưới biển thật sao? Sang phải một chút đi, giờ duỗi thẳng ra. Được rồi, một chút nữa. Giờ thì đến... À ha, tuyệt. Siêu gì cậu xong chưa thế? Tớ không giữ bức tường này mãi được đâu. Một tí thôi. Các cậu à, nếu gặp khó khăn với mấy chiếc đèn thì hãy nhờ người lớn giúp nha. Tớ đổi ý rồi.
tớ không muốn sống ở dưới nước nữa đâu. Nhưng mà bữa tiệc dưới nước ở quần bikini là một sự kiện phải đến mà. Ừ đúng đấy, hãy hoàn thành thứ này và giờ bọn mình cùng quẩy cả đêm nha. Đặt bức tường kính vào món thủ công của mình nào, nó sẽ như bể cá luôn đấy. Và đừng quên giấy trang trí nữa nha. Cuộc chiến cuối cùng đã bắt đầu rồi. Ai sẽ là người thắng cuộc đây? Bọt biển cuồn vuông hay xăm lém cuồn tròn vĩ đại nhỉ? Giám khảo xin hãy đưa ra lựa chọn. Úi, tượng đài bọt biển bất khả chiến bại rồi. Hôm nay xui quá đi. Hả? Như thế là ý gì? Thế có nghĩa là cậu tuyệt vời theo cách riêng của cậu đó. Vậy thì cho bọn tớ một like các cậu nha. Tớ sẽ và đừng quên đăng ký kênh nhá. Hẹn gặp lại các cậu. Bye.